nằm ở một bảng đấu với những diễn biến khó lường. Đương kim Á quân Indonesia đang tạm nắm lợi thế khi thi đấu ít hơn một trận. Đối thủ của họ ở lượt trận thứ hai chỉ là đội tuyển Brunei, đội bóng đã nhận hai trận thua đậm trước đó. Một chiến thuật hợp lý sẽ giúp huấn luyện viên Shin Tae-yong nắm ưu thế trong cuộc đua tấm vé đi tiếp. Đội tuyển Brunei, đội tuyển Indonesia, 17 giờ ngày 26 tháng 12, trực tiếp trên VTV5.